Audio Jungle. Chào các bạn học sinh nha, chúng ta tiếp tục đến với câu 48. Thì rất là thời gian nó không có cho nên là mình úp hơi clip hơi chậm cho nên là mong các bạn thông cảm ha. Và cũng hy vọng như này là được những các bạn năm sinh năm 98 nhỉ, để tham coi được và cảm nhận được cái bài này nha. Rồi, thì mọi chi tiết thì các bạn có thể comment ngay dưới video này, hoặc các bạn có thể SMS hoặc có thể gửi qua mail ha, ở trên cái trang Facebook, ở cái trang YouTube thì nó cái kênh YouTube nó có. Được chưa? Thì bài này chúng ta cần một vài công thức như sau. Thứ nhất á, C biến thiên mà để cùng công suất. Được chưa? C biến thiên cho mạch cùng công suất cùng B. Thì nó có công thức là gì nhỉ? Trung bình cộng nhé. ZL ZC1 cộng với ZC2 chia 2 thì nó bằng ZL. Được chưa? Rồi. Tiếp theo nữa là C biến thiên. C biến thiên mà nó cùng U, cùng UC thì chúng ta có công thức luôn là 1 chia cho ZC1 cộng 1 chia ZC2 bằng 2 chia cho ZC. Tức là ZC làm cho UC mắc, ZC mắc, được chưa? Được chưa? Và cái ZC mắc này người ta có công thức tính đó là R bình cộng với ZL bình chia cho ZL. Ok, ba công thức này chúng ta đã làm được bài này rồi. Và những công thức này là các bạn hoàn toàn các bạn có thể đã học rồi nha, các bạn đã học rồi, có thể là các bạn học thầy cô các bạn hoặc là có thể coi trong các khóa học của mình, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tính từng cái một. Đối với hai giá trị này này, hai giá trị này này, hai giá trị mà c bằng c một bằng tan 10 mũ trừ 3 chia 8 pi á, và c bằng c 2 bằng chừng này á, thì nó cùng cùng công suất đúng không ạ? Như vậy chúng ta tính zc 1 của hai cái thằng đấy chính nha. Zc này, zc 1 á thì chúng ta có là 1 chia cho omega c 1 và nãy tính rồi là 1 là 80 phải, 80 ohm ha, 80 ohm. ZC2 thì chúng ta có là 1 chia cho omega nhân với C2 thì cái C2 này người ta cho là bằng 2/3 C1, tức là 2/3 C1 thì các bạn lấy luôn nhân lại 120 ohm. Và từ đây chúng ta sẽ có luôn cái ZL của chúng ta thì bằng 2 này cộng lại mà chia đôi theo công thức bên này. Được chưa? Như vậy 80 cộng 120 chia 2 vậy nó ra là 100 ohm. Nhưng mà chúng ta có ZL 100 ohm nha các bạn. Tương tự như vậy, C biến thiên để cùng UC thì chúng ta cũng có là công thức này. Thì chúng ta tính luôn cái ZC thứ hai, ZC1 bằng 1 chia cho cái thằng này đúng không ạ? 1 chia cho thằng này tức là 150 à? Thôi cứ tính chắc ăn nhé. Thì đây, dưới này nhé. Bây giờ là 1 chia cho 1. Mình nhớ omega là 100 pi này. 100 pi bỏ này. Nhân cho 10 mũ trừ 3 này. Các bạn ngồi dưới các bạn bấm máy tính luôn nhé. Trừ 3. À, như vậy 1/10 chia cho 100, chia cho 15. Chia cho 15 mà chúng ta có 150. Như vậy cái ZC này của chúng ta là 150 ohm. Tương tự như vậy, ZC2 của chúng ta, C2 thì bằng 0.5 C1 đúng không ạ? 0.5 C1 thì chắc chắn là C bằng, khi C bằng C2 hả? À, thôi mình cứ tính ở đây cho các bạn hiểu công thức này nha, chứ mình không tính theo cái đề bài đâu nhé. Như vậy chúng ta tính cái C1 này nè, C1 là cái chỗ này này, được chưa? Bây giờ C2 là bằng 0.5 lần C, cái thằng này tức là C1 mình tính á. Thì mình cũng tính ra được thì nó là 1 chia cho cái đám này mà nhân cho 0.5 nhân 1/2 chia 2 lên. Như vậy nó là 300.
300. Ồ. Và chúng ta cũng áp dụng cái công thức bên này thì chúng ta có là gì nhỉ? 1 chia cho 150 cộng 1 chia cho 300 bằng 2 chia cho ZC Cmax. Từ chúng ta suy ra ZC Max dùm luôn. À thì đâu rồi? 3 1 chia cho 150 này. R2 cộng cho 1/300 này. Được chưa? Và lấy ôi. Thế quái. Sao lại bấm nhầm ấy nhỉ? Cộng với chỗ đâu rồi? 1/300 bằng, và chúng ta lấy 2 chia cho thằng này chúng ta có là 200. À như vậy chúng ta có 200. Ồ. Được chưa? Tôi áp dụng công thức này nữa. Từ đây chúng ta suy ra luôn ZC max thì bằng gì ạ? R bình cộng với ZL chia Z, ZL ha, ZL bình. Từ chúng ta suy ra R dùng cái. Suy R dùng thì chúng ta lấy 200 này nhân cho ZL này. ZL là đây này, 100 này. Tức là mình sẽ có là 200 nhân cho 100. Và chúng ta trừ đi ZL bình, tức là trừ cho 100, 100 bình. Và chúng ta căn một cái thì chúng ta sẽ có đáp án là bao nhiêu đây nhỉ? Chắc là 100 đấy. Đấy, 100. Được chưa? 100 ô. Rồi. Thế bây giờ cái tụ cái mạch của mình là đang gì nhỉ? L cuộn, tức là cái mạch của mình là có L này, rồi đến R này. Được chưa? Rồi đến C này. À, L, R, C đúng không ạ? Người ta bảo là khi nối một amper kế xoay chiều lý tưởng vào hai đầu tụ điện. Được chưa? Khi nối amper kế lý tưởng vào hai đầu tụ điện thì số chỉ của amper kế là bao nhiêu? Thì rõ ràng khi mà nối amper kế lý tưởng ở đây á thì cái mạch này coi như là bị nối tắt rồi, nó nối tắt mất C rồi. Như vậy nó không còn C nữa mà nó chỉ còn L với R thôi. Được chưa? Nó chỉ còn R với L thôi. Như vậy cái tổng trở của chúng ta là Z của chúng ta á. Z của chúng ta sẽ bằng căn bậc 2 của R bình cộng với ZL bình. Vì nó không còn C nữa thì chúng ta thay hết cái hai cái này vô, chúng ta có là 100 căn, 100 căn 2. Ồ, được chưa? Người ta hỏi gì? Người ta hỏi y thế là u chia z là xong. Ta lấy u, u của chúng ta là bao nhiêu nhỉ? U chia z thì bằng y đúng không ạ? Bằng với này, u là 400 chia căn 2 này. Chia căn 2 này. Chia cho 100 căn 2 này. À, bây giờ 22. À, như vậy y chính là bằng 2. Y bằng 2 ampe. 2 ampe nhé. Như vậy đáp án của chúng ta là mấy nhỉ? À, câu B nhé các bạn. Thì đấy, câu này là một câu sao ạ? Nó không khó, nhưng đòi hỏi các bạn phải biết rộng và các bạn nhớ được công thức thì các bạn làm cái chuyện này nó vô cùng đơn giản. Ok, rồi, chúng ta sẽ gặp nhau ở cái phần tiếp theo nha các bạn.